Luật sư Đặng Đình Mạnh đừng vì động cơ cá nhân mà bôi nhọ 5 triệu đảng viên. Đặng Đình Mạnh vốn là một luật sư bị tước thẻ hành nghề, xóa tên khỏi danh sách luật sư hồi tháng 4 năm 2024 vì đã nợ phí thành viên liên tục nhiều năm. Mới đây vẫn ra vẻ đặt điều trên Facebook cá nhân bằng thứ giọng điệu lên lớp và so sánh sống sượng. Tôi hỏi thật, có ai trong số 5 triệu đảng viên là người tốt không? Vì một đảng phản động như thế vẫn theo thì tốt chỗ nào? Không cần suy ngẫm cũng thấy ngay dòng bình phẩm này của Đặng Đình Mạnh không chỉ sai mà còn láo toét, xuyên tạc sự thật và xúc phạm những đảng viên chân chính và người dân Việt Nam. Phẫn nộ vì hàng triệu đảng viên thừa tự tin và tự hào để khẳng định rằng phẩm chất và tư cách đảng viên của mình, cái tốt của họ không thể hiện bằng những ngôn từ đầu lưỡi mà thể hiện qua sự trung thành tận tụy bằng những việc làm cụ thể của bản thân và cống hiến thiết thực cho xã hội, cộng đồng, tổ chức. Nếu trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam không có hàng triệu những đảng viên trung kiên, công cuộc đốt lò do ông Nguyễn Phú Trọng chủ trương và kêu gọi sao có thể được thổi bùng, được ủng hộ, lan tỏa, thu được những kết quả quan trọng như vừa qua. Trong đó, một trong những ý nghĩa lớn lao nhất là củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực. Nếu toàn Đảng Cộng sản Việt Nam không quyết tâm làm trong sạch tổ chức, sao có thể việc hàng trăm tổ chức đảng, hàng chục nghìn đảng viên bị xử lý thi hành kỷ luật trong thời gian qua, trong đó có hàng trăm cán bộ cấp cao và cấp trên. Riêng năm 2023, kỷ luật 19 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị ban bí thư quản lý. Và công việc này đang được tiếp tục với quyết tâm cao hơn theo tinh thần không có vùng cấm. Cho dù số lượng tổ chức đảng và cán bộ bị xử lý nhiều, nhưng con số đó vẫn chỉ là bầy sâu, không thể lấy đó là lý do để đánh đồng với 5 triệu đảng viên của đảng. Bình luận về lập luận mang tính chụp mũ, hàn học này, cây bút Lê Đức Thành cho rằng, lập luận theo kiểu của Đặng Đình Mạnh thì hẳn, một khi ông cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị ra tòa hình sự với cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh nhằm che đậy cáo buộc quan hệ tình ái với nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels để bảo vệ chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông khỏi biến động vào phút cuối, là đủ để quy rằng cái đảng Cộng hòa của ông ta là đảng xét chắc. Và như thế, nền chính trị Mỹ mà Đặng Đình Mạnh tôn sùng nhất mực cũng chỉ đáng là nền chính trị đầy những ô uế tai tiếng. Chưa hết, liên quan cái mà Đặng Đình Mạnh gọi là đảng phản động. Phản động thật sao khi 94 năm trước, trong bối cảnh các hoạt động yêu nước thất bại, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như một sự lựa chọn của lịch sử, tập hợp và lãnh đạo nhân dân Việt Nam, làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất tháng 8 năm 1945, giành độc lập về cho dân tộc Việt Nam. Phản động thật sao khi tiếp theo đó, trong hành trình gần 80 năm, Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thống nhất đất nước, tiến hành các cuộc chiến tranh chống quân bành trướng Trung Quốc xâm lược, cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, lợi ích đất nước, bảo vệ và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong một thế giới đầy biến động, nhiều thách thức. Phản động thật sao khi Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến nay đã khởi xướng và lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới, thu được những thành tựu to lớn toàn diện về chính trị, kinh tế, quốc phòng, đối ngoại, một sự thật mà cộng đồng quốc tế không thể không ghi nhận. Đồng thời với việc bóc trần hành vi xuyên tạc sự thật, vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam, xúc phạm hàng triệu đảng viên, những câu hỏi mang ý nghĩa như sự trả lời trên đây còn cho thấy tư cách cái gọi là đạo đức nghề nghiệp của kẻ mang danh luật sư Đặng Đình Mạnh thấp hèn, thê thảm tới mức nào.